Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn một dòng tâm sự có tựa đề Mừng thầm cưới chồng 1m8 như tạc tượng, đêm tân hôn tôi sốc nặng. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi. Vợ chồng em mới cưới được 1 tuần, nhưng chúng em vẫn chưa có đêm tân hôn đúng nghĩa. Thực sự, phải chia sẻ về vấn đề tế nhị này, em cũng ngại ngùng và bất đắc dĩ lắm. Nhưng em chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Cứ cái đà này thì tình cảm vợ chồng chẳng biết sẽ đi về đâu. Em và chồng quen rồi yêu nhau hơn 1 năm mới tiến đến hôn nhân. Lúc em và anh yêu nhau, ai cũng ngưỡng mộ em lắm. Vì chồng em chẳng những có công việc làm ăn ổn định, gia đình tử tế mà anh còn có ngoại hình rất đẹp. Chồng em cao tới 1m8, anh thường xuyên tập gym nên cơ thể rất săn chắc, cân đối, bụng mối nào ra mối đấy. Nói cơ thể anh đẹp như tạc tượng cũng chẳng phải ngoa. Anh còn rất cưng chiều, nâng niu em muốn gì anh cũng đáp ứng, miễn là trong khả năng cho phép. Anh còn trân trọng em đến mức chủ động gìn giữ cho em đến đêm tân hôn. Anh bảo anh muốn cho em thấy anh yêu em chân thành, không màng dục vọng thế nào. Anh muốn em yên tâm tuyệt đối vào tình cảm mà anh dành cho em. Cuối cùng, cái ngày em trở thành vợ anh, khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, cùng anh bước vào lễ đường đã đến. Đêm ấy là đêm tân hôn đầy ý nghĩa của vợ chồng em, là đêm chúng em sẽ chính thức thuộc về nhau hoàn toàn, cả trái tim và thể xác. Em hồi hộp và mong chờ vô cùng. Em chuẩn bị chu đáo từ váy ngủ, rượu vang, nước hoa, ánh nến lung linh cho đến âm nhạc lãng mạn, để vợ chồng có một đêm tân hôn cả đời không quên. Thực tế sau đó diễn ra, đúng là cả đời em không quên được thật, nhưng lại theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Đêm tân hôn của chúng em trở thành một thảm họa và nỗi đau đớn ám ảnh trong lòng em. Màn dạo đầu vừa kết thúc, khi chúng em còn chưa kịp tiến vào khâu chính thì chồng em đã xong việc. Anh cuống quýt xin lỗi em, biện bạch rằng lâu lắm rồi anh chưa chạm vào phụ nữ nên mới như vậy. Em nào dám phê bình anh. Quả thật, trong suốt thời gian yêu đương, anh đã phải nhịn đến là khổ. Nhưng lần thứ 2, ngay sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, khiến em hoài nghi cái cớ anh đưa ra. Chồng toát mồ hôi, nhìn em đầy áy náy và hoảng hốt. Em lại mềm lòng, chẳng dám mặt nặng mày nhẹ với anh. Và anh tiếp tục thử lần thứ 3, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. Chỉ vừa kết thúc màn dạo đầu, vừa định tiến vào khâu chính thì anh đã xong việc. Đến lúc này, biết không thể giấu em được nữa, chồng quỳ mọp ở góc giường khiến em không khỏi sững sờ. Anh thú nhận rằng anh bị chứng bệnh xuất tinh sớm không thể kiểm soát nổi. Anh đã từng đến bệnh viện khám và điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Anh xin lỗi vì đã giấu giếm em tới tận hôm nay. Mong em có thể thông cảm và cùng anh khắc phục vấn đề. Nói không giận chồng là nói dối, vì đến giờ thì em đã hiểu ra nguyên nhân chồng em đòi giữ đến đêm tân hôn. Vì anh sợ em sẽ chạy mất dép khi biết bệnh tình của anh, chứ không phải là vì yêu thương em quá mức như anh nói. Nhưng đã đến nước này, em đâu còn cách gì khác là phải chấp nhận bỏ qua cho anh. Cả tuần qua, em hết sức động viên và tạo không khí thoải mái cho anh đỡ áp lực. Thế nhưng, tình hình vẫn chẳng hề được cải thiện mảy may. Cũng đúng thôi, anh từng chạy chữa bao lâu còn chưa thấy kết quả gì cơ mà. Thế là, dẫu đã cưới được cả tuần rồi, nhưng chúng em vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng trên khía cạnh thể xác. Em thất vọng, nhưng chẳng dám thể hiện ra mặt, sợ chồng buồn và tự ti về bản thân. Em phải làm thế nào bây giờ? Cứ cái đà này thì chẳng biết bao giờ em mới được làm vợ anh một cách đúng nghĩa nữa. Rồi mang bầu, sinh con thế nào? Chưa nói sau này, đời sống vợ chồng của em sẽ tính ra sao? Nhìn chồng em đẹp trai ngời ngời, cao to khỏe mạnh và thân hình như tạc tượng, có ai ngờ được sự thật bên trong lại như thế. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe hết dòng tâm sự thứ nhất của ngày hôm nay.
Ngày tiếp sau đây, chúng ta cùng nhau đến với dòng tâm sự thứ hai có tựa đề Bỏ người yêu lấy vợ giàu, đêm tân hôn, tôi hóa đá. Trước khi cưới Hương, người vợ hiện tại, tôi đã có bạn gái yêu nhau được 3 năm. Nhưng vì lấy Hương mà tôi phải chia tay người yêu, khiến cô ấy ôm tổn thương một mình. Tôi quen Hương qua lần vào ba sự sinh nhật của một đồng nghiệp. Hôm ấy, Hương ăn mặc sành điệu, trang điểm hợp mốt, trên người toàn là đồ hiệu. Nhìn qua cũng biết là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tôi bị Hương thu hút mạnh mẽ, chốc chốc lại liếc nhìn cô nàng. Hương cũng để ý đến tôi, chúng tôi nhanh chóng sáp lại trò chuyện, rồi lên giường với nhau ngay đêm đó. Tôi chỉ cho rằng đó là tình một đêm. Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi, chẳng phải chuyện gì quá to tát. Không ngờ, Hương lại xin số điện thoại của tôi. Sau đêm đó, thường xuyên liên lạc qua lại. Dẫu đã có người yêu, nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Hương. Biết Hương là tiểu thư nhà giàu, gia đình kinh doanh phát đạt, tôi lại càng ước ao có được một cô bạn gái như Hương. Người yêu tôi chỉ thuộc dạng bình thường, cả về nhan sắc, công việc và gia thế. So với Hương, cậu ấy thua kém về tất cả mọi mặt. Chính vì thế, khi Hương ngỏ lời yêu và muốn tính chuyện lâu dài, tôi mừng rỡ vô cùng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, quyết định chia tay bạn gái để toàn tâm toàn ý với Hương. Tôi áy náy với bạn gái, nhưng chẳng còn cách nào khác. Gia đình tôi không có điều kiện. Nếu tôi muốn xây dựng được sự nghiệp vững chắc, thì không thể không tìm yếu tố trợ giúp từ bên ngoài. Mà lấy vợ giàu có là một trong những cách đơn giản lại nhanh chóng nhất. Tôi và Hương làm đám cưới chỉ sau 3 tháng quen nhau. Ngày cưới, nhìn nhà gái chuẩn bị của hồi môn cho cô dâu lên đến 50 cây vàng, mà cả hội trường tiệc cưới và gia đình nhà tôi đều choáng váng. Còn tôi đã biết chuyện ấy từ trước, song lúc nhìn thấy Hương đeo vàng chĩu cả người, thêm màu vàng to đặt bên cạnh, tôi không khỏi hoa cả mắt, trong lòng rộn lên niềm vui khôn tả. Chỉ cần số vàng hồi môn này cũng đủ cho tôi bắt đầu sự nghiệp một cách thuận lợi rồi. Để đáp lại thịnh tình của nhà gái, bố mẹ tôi cũng chuẩn bị phòng tân hôn đẹp đẽ vô cùng cho chúng tôi. Ông bà còn mang hết số tiền tiết kiệm dành dưỡng già là 200 triệu mua thành vàng trao cho con dâu, kèo lại mối mặt với bên thông gia. Hôn lễ của chúng tôi long trọng vô cùng, khiến bao người suýt xoa ngưỡng mộ. Đêm tân hôn, lúc tôi vào phòng thì Hương đã ngủ từ bao giờ. Nghĩ bụng chắc vợ mệt quá, tôi cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức cô ấy. Nhưng lúc bước đến cạnh giường cưới, tôi giật mình thấy dưới gầm giường có ánh vàng lóe lên. Ngó vào trong, tôi hoảng hốt khi biết 50 cây vàng hồi môn Hương mang về đều bị cô ấy vứt lăn nóc dưới gầm giường cả. Tôi sợ hãi thu dọn lại, định nhét hết vào két sắt, thì vừa hay Hương tỉnh dậy. Hương thấy hành động của tôi liền phì cười. Két sắt không cất hết đâu anh ơi, hơn nữa nó không có giá trị gì cả, cứ vứt đấy cũng được. Tôi sốc nặng, 50 cây vàng mà Hương bảo không đáng tiền, vậy bao nhiêu mới đáng đây? Tôi đang định lên tiếng phản bác thì Hương cười khẩy. Giờ chúng ta thành vợ chồng rồi, có nói cho anh cũng chẳng sao. Chỗ vàng ấy đều là vàng giả thôi anh ạ. Nhà em sắp phá sản tới nơi, lấy đâu ra từng ấy tiền cho con gái làm của hồi môn. Bố mẹ sợ em không lấy được chồng sau khi gia đình phá sản, nên mới nghĩ ra trò đó để kiếm con rể tử tế thôi. Mà em đã là vợ anh, nên anh phải nuôi em đấy. Không thể bố mẹ em không để yên đâu, ông bà bảo em nói với anh thế. Dứt lời, Hương ngáp dài rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Còn tôi hóa đá tại chỗ, không thể tin vào tai mình. Nếu không có thân phận con nhà giàu, một cô gái chơi bời hư hỏng như Hương, chẳng có lý do gì để tôi cưới cô ta cả. Hôm sau, tôi mang chỗ vàng ấy đi kiểm tra, thì quả thật đều là vàng giả. Nhưng chỗ vàng bố mẹ tôi tặng cô ta thì là vàng thật hẳn hoi, và cô ta đã cất kỹ đi rồi. Uất hận và cay đắng, về nhà tôi đã lôi Hương ra, định cho cô ta một trận vì dám lừa mình. Ai ngờ anh trai Hương xuất hiện,
mang theo mấy kẻ bặm trợn, dọa dẫm tôi không đối xử tốt với Hương thì họ không để tôi yên. Nhà họ đã phá sản, nhưng vài mối quan hệ thì vẫn còn và thừa sức đối phó với kẻ bình thường như tôi. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Hương là tôi lại hận thù, chỉ muốn tống cổ cô ta ra đường. Bố mẹ tôi cũng vậy, ghét con dâu như hất nước đổ đi, nhưng vẫn phải cười nói với cô ta. Tôi phải làm thế nào đây mới thoát khỏi cảnh ngộ khủng khiếp này? Các bạn thân mến, chúng tôi vừa gửi tới cho các bạn hai dòng tâm sự của ngày hôm nay. Sau khi nghe xong thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có ý kiến gì dành cho các nhân vật chính của chúng ta hay không thì hãy để lại ở trong phần bình luận nhé. Điều đó sẽ tạo nên thành công và khác biệt cho chuyên mục của chúng ta. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 0 giờ này ngày mai.